đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Phúc Thọ, Hà Nội, sáng ngày 15 tháng 11, thông báo tìm người đã đi trên xe buýt 70A hướng thị xã Sơn Tây Cầu Giấy trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ, hướng Cầu Giấy thị xã Sơn Tây trong khoảng thời gian 16 giờ đến 18 giờ các ngày từ ngày mùng 7 đến ngày 14 tháng 11. Người đã đi tuyến xe buýt trong các khoảng thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội theo số điện thoại 0241022 nhánh 2 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 để được hướng dẫn và tư vấn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Ba Đình cũng thông báo tất cả những người từng đến 4 địa điểm nguy cơ sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế. Từ ngày 1 đến 13 tháng 11, tại công ty cổ phần xây dựng số 2, tầng 3 toàn N03T8, khu ngoại giao đoàn, từ 8 giờ đến 17 giờ 30 phút, 19 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11 tại cửa hàng Vinmart 29A phố Nguyễn Công Hoan. Ngày 6 tháng 11 tại cửa hàng Vinmart 19 Trúc Khê. Ngày 9 tháng 11 và 11 tháng 11 tại phòng khám đa khoa Vĩnh Hà. Tối ngày 14 tháng 11, CDC Hà Nội thông báo có 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng phát hiện ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai. Trong 22 ca này, có 4 ca là nhân viên làm việc tại quán cà phê Toàn Hảo, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai. Số còn lại là F1 của các F0 hoặc người liên quan đến quán cà phê này. Đến 20 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11, huyện Quốc Oai ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện Quốc Oai trong ngày 14 tháng 11 lên 24 ca. Ngay sau khi xác định các trường hợp nhiễm COVID-19, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quốc Oai đã ra soát, truy vết, bước đầu xác định được 158 trường hợp F1 và đã tiến hành lấy mẫu đưa đi cách ly tập trung. Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai thông báo tìm người đã đến quán cà phê Toàn Hảo từ ngày 28 tháng 10 đến 13 tháng 11. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội lưu ý, tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc cứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã, nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sát covid 2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 13 tháng 11 đến 18 giờ ngày 14 tháng 11, Hà Nội ghi nhận 119 ca COVID-19, trong đó xuất hiện thêm một ổ dịch mới ở Yên Nội, Đồng Quang, huyện Quốc Oai, đáng chú ý có nhiều F0 là nhân viên một quán karaoke. Tối ngày 14 tháng 11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 13 tháng 11 đến 18 giờ ngày 14 tháng 11, Hà Nội ghi nhận 119 ca COVID-19, trong đó có 42 ca cộng đồng, 71 ca khu cách ly và 6 ca ở khu phong tỏa. Các ca bệnh trên phân bố tại 16 trên 30 quận huyện, bao gồm Quốc Oai 22 ca, Nam Từ Liêm 16 ca, Hà Đông 16 ca, Ba Đình 14 ca, Long Biên 10 ca, Gia Lâm 8 ca, Đống Đa 7 ca, Bắc Từ Liêm, Mê Linh mỗi nơi 5 ca, Cầu Giấy 4 ca, Hai Bà Trưng 3 ca, Thanh Trì 3 ca, Thanh Xuân 3 ca, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai và Tây Hồ mỗi quận 1 ca. Trong đó, thành phố ghi nhận thêm một ổ dịch mới ở Yên Nội, Đồng Quang huyện Quốc Oai. Đáng chú ý, ổ dịch mới trên có nhiều trường hợp dương tính là nhân viên tại quán karaoke toàn hảo trên địa bàn. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội có 6.043 ca COVID-19, trong đó có 2.271 ca cộng đồng, 3.772 ca đã được cách ly. Liên quan tới các ca nhiễm mới, trong tối ngày 14 tháng 11, Hà Nội phát đi thông báo khẩn tìm người tới hàng loạt địa điểm trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau. 7 giờ 20 phút ngày 7 tháng 11, cửa hàng bánh mì trên phố Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, đối diện đường Đặng Thay Mai, gần tiệm gà rán. 9 giờ ngày 8 tháng 11, cửa hàng Đình Vạn, phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng. 11 giờ ngày 8 tháng 11, chạm đăng kiểm Nguyễn Khuê, Đông Anh. 10 giờ ngày 10 tháng 11, cửa hàng Đình Vạn, phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng. 10 giờ ngày 10 tháng 11, hàng Phụ Tùng Bình Vụ, phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng. 14 giờ 20 phút ngày mùng 10 tháng 11, nhà hàng Nissan số 6 ngõ 121 Kim Ngưu. 8 giờ ngày 11 tháng 11, cây xăng số 697 Lạc Long Quân Phú Thượng Tây Hồ. 8 giờ 20 phút ngày 11 tháng 11, cổng sau điện lực Tây Hồ. 14 giờ ngày 11 tháng 11, cửa hàng Sửu Xoan, phố Đồng Nhân, Hai Bà Trưng. Ngày 11 tháng 11, cửa hàng tháng 6, tập thể Bộ Nông nghiệp Chúa Vua. Ngày 11 tháng 11, cửa hàng Thắng Hàn, Đại Cổ Việt. Ngày 11 tháng 11, cửa hàng Cường Nguyệt 79 Lê Đại Hành. 9 giờ ngày 12 tháng 11, gara ô tô Huy Anh, số 500 Nguyễn Khoái. 10 giờ 15 phút ngày 12 tháng 11, ngõ 121 phố Kim Ngưu. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11, gara ô tô số 10 Võ Trí Công. 14 giờ ngày 12 tháng 11, đến gara Quy ngõ 68 Dương Đình Nghệ. 17 giờ ngày 12 tháng 11, làm lốp cạnh Auto Phạm Phạm Bạch. 7 giờ ngày 13 tháng 11, đi Tiên Dương, Đông Anh sang cổng kho công ty Vạn Thăng Long. 8 giờ ngày 13 tháng 11, ăn sáng quán cà phê cách cổng công ty Vạn Thăng Long khoảng 20m. 10 giờ ngày 13 tháng 11, tiệm lốp sơn tóc Đỏ. 13 giờ ngày 13 tháng 11, phố Yên Ninh, xưởng điều hòa hồi. Theo đó, những người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội theo số điện thoại 0241022 nhánh 2, 0969 082 115, 0949 396 -115 để được hướng dẫn và tư vấn. Công an thành phố Hà Nội vừa bắt quả tăng 31 nam nữ trẻ mở tiệc ma túy thác loạn trong một quán karaoke ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, 27 trên 31 người dương tính với ma túy. Tối 13 tháng 11, lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC47 Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Phương 33 tuổi, trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và 14 nghi phạm khác để làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hà Nội phát hiện quán karaoke Linh Anh địa chỉ tại thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh do Phương làm chủ vẫn lén lút hoạt động trong mùa dịch, có biểu hiện bán ma túy, tổ chức cho khách đến quán sử dụng ma túy nên đã lên kế hoạch đấu tranh triệt phá. Khoảng 1 giờ ngày 12 tháng 11, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra quán karaoke Linh Anh và phát hiện ba phòng hát của quán đang mở nhạc công rất lớn, có tổng cộng 31 nam, nữ, 14 khách, 17 nhân viên của quán có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thác loạn trong trang phục mát mẻ. Kiểm tra tại quán, lực lượng chức năng thu giữ 19 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, trong đó có 16,219 gram ma túy tổng hợp dạng ketamin, 19,659 gram ma túy tổng hợp MDMA, một cân điện tử, ba đĩa sứ còn dính ma túy và nhiều tăng vật liên quan. Đưa nhóm nam nữ về trụ sở làm việc, Công an thành phố Hà Nội xác định 27 trên 31 người dương tính với chất ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội xác định Phương có vai trò chủ mưu và bước đầu đã làm rõ vai trò của quản lý, nhân viên quán và khách có liên quan trong vụ việc. Ca nhiễm Covid-19 ở Thái Bình tăng nhanh, Vũ Thư phải dừng nhiều hoạt động. Ngày 14 tháng 11, CDC tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận 134 ca nhiễm Covid-19, trong đó huyện Vũ Thư có 79 ca, thành phố Thái Bình có 42 ca. Tính từ ngày 10 đến 14 tháng 11, Thái Bình đã ghi nhận 267 ca mắc Covid-19. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình, chính vì vậy từ ngày 12 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình đã cho tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí karaoke, massage xông hơi trò chơi điện tử trực tuyến mạng internet, các hoạt động vui chơi tập trung đông người, các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, các quán hàng ăn uống tại huyện Vũ Thư cũng không tổ chức ăn tại chỗ, chỉ cho bán mang về. Thường vụ tỉnh Thái Bình đã yêu cầu huyện Vũ Thư tạm thời phong tỏa 30 xã thị trấn của huyện để tổ chức test nhanh toàn bộ người dân trong huyện nhằm bóc tách F0. Tỉnh ủy Thái Bình cũng yêu cầu huyện Vũ Thư sẵn sàng phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn, kể cả các việc cách ly F1, điều trị F0 tại nhà. Sáng 14 tháng 11, khi đi kiểm tra công tác chống dịch tại huyện Vũ Thư, ông Nguyễn Khắc Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu huyện Vũ Thư phối hợp với ngành y tế tiếp tục thực hiện xét nghiệm sàng lọc, nhất là những xã có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện và có phương án phòng chống dịch hiệu quả. Ông Thuận cũng yêu cầu địa phương chủ động cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân ở nơi phong tỏa, đồng thời yêu cầu cán bộ theo dõi cơ sở phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc 4 tại chỗ trong phòng chống dịch. Để nhanh chóng kiểm soát, khống chế, dập tắt các ổ dịch, ngăn chặn không để dịch COVID-19 lây lan ra diện rộng, bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng cho người dân và tiếp tục phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, ngày 13 tháng 11, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành công điện số 10 CDTU tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thái Bình chỉ đạo kích hoạt ngay các kịch bản phương án phòng chống dịch ở mức cao nhất. Đối với huyện Vũ Thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu bên cạnh việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh toàn diện để bóc tách F0, phải sẵn sàng thực hiện các phương án kịch bản phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn huyện vô thư khẩn trương mở đợt cao điểm tuyên truyền nhất là tuyên truyền lưu động để làm chuyển động căn bản nhận thức tư duy về phòng chống dịch thay đổi thói quen sinh hoạt không phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch và ý thức cảnh giác trước các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đề nghị người dân không hoang mang lo sợ chủ động tự giác phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với thành phố thái bình ban thường vụ tỉnh ủy thái bình yêu cầu chủ động kiểm tra giả soát xây dựng các phương án kịch bản và chuẩn bị nguồn lực làm tốt công tác quản lý cách ly tại chỗ đối với các đối tượng nguy cơ kiểm soát tốt việc cung ứng hàng hóa tránh tình trạng đầu cơ tích chữ hàng hóa tăng giá dịch vụ và các hàng hóa thiết yếu thường xuyên tuần tra kiểm soát không để xảy ra tụ tập đông người. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các ngành đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp có biện pháp phương án chủ động đầu tư mua sắm vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, bảo đảm sẵn sàng trong mọi tình huống theo phương châm 4 tại chỗ. Mọi doanh nghiệp đều phải chủ động phương án và điều kiện, xác định rõ trách nhiệm phòng chống dịch trong phạm vi doanh nghiệp, không được ỷ lại, phó mặc cho chính quyền địa phương trong việc bảo vệ an toàn, sức khỏe, tính mạng cho công dân, công nhân, người lao động khi dịch bệnh xảy ra. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sở, ban ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh đặc biệt thực hiện nghiêm quan điểm phòng chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, lệch lạc, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp quản lý dân cư, phát hiện kịp thời, kiểm soát, theo dõi chặt chẽ đối với người từ ngoài tỉnh và các địa bàn có dịch ra vào cơ quan doanh nghiệp khu dân cư tập trung chỉ đạo quyết liệt khẩn trương việc ra soát truy vết xác định rõ nguồn nguy cơ lây nhiễm dịch căn cứ tình hình diễn biến của dịch trên địa bàn phạm vi quản lý các cấp các ngành cơ quan đơn vị chủ động tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp vận động nhân dân không tổ chức các hoạt động tập trung đông người